vẻ như ở hiệp đấu thứ hai thì ban huấn luyện của Imran đã đưa ra những cái đấu pháp chính xác. Hà Viết Hiếu là một võ sĩ đến từ câu lạc bộ AMG Thanh Hóa. Anh sinh năm 2005 với chiều cao là 1m79 và sải tay là 180cm. Chúng ta có thêm một võ sĩ nữa đến từ C88 Matthew at Fitness and Yoga. Hãy cùng chào đón một võ sĩ quốc tịch Anh, Joseph Harlan. Thưa quý vị, ở góc đài màu xanh, Joseph Harlan, sinh năm 1993, với chiều cao 1m90 và sải tay là 190cm. Cũng là một cặp thi đấu ở hạng cân 77kg dành cho nam, mà sự chênh lệch về tuổi tác giữa hai võ sĩ cũng khá lớn. Tuy nhiên, Joseph Harlan nhỉnh hơn về chiều cao và độ dài sải tay. Kết quả của trận đấu này sẽ được biết được sau ít phút nữa thôi. Trận đấu cuối cùng, hạng cân nặng nhất. Hãy cùng chờ đợi sự hấp dẫn của trận đấu cuối cùng này. Xin được giới thiệu trọng tài đài điều khiển trận đấu này, trọng tài Hoàng Mạnh Tùng. Low heel hook, low blow, low leg dành, fair play đến Mỹ. Chào bạn. Và bây giờ thưa quý vị sẽ là trận đấu cuối cùng của buổi chiều ngày hôm nay. Trận đấu cuối cùng của các trận đấu ở hạng B của sự kiện LC07. Trận đấu ở hạng 77kg của nam giữa Hà Viết Hiếu, võ sĩ của AMG Thanh Hóa ở góc đài đỏ, và góc đài xanh là võ sĩ người Vương quốc Anh Joseph Harlan. Một trận đấu mà võ sĩ người Vương quốc Anh có lợi thế vượt trội về chỉ số thể hình. Và anh đã bắt đầu trận đấu bằng một cú chọc trái rất chính xác. Ý định áp sát ngay từ những giây đầu tiên của Joseph Harlan. Quá hay! Một tình huống knockout. Một tình huống knockout trực tiếp từ Hà Viết Hiếu. Quá nhanh! 18 giây! Chúng ta có thể thấy sự vui mừng từ gương mặt của Hà Viết Hiếu, và đây là một trong những trận thắng knock out nhanh nhất của Lion Championship. Một đòn đấm tay sau và Joseph Harlan bất tỉnh ngay lập tức. Cú đấm rất nặng, rất chính xác, với rất nhiều lực, với quãng đường đi của cú đấm vừa rồi cũng là rất dài. Một tình huống đấm tay sau và Joseph Harlan đang gặp rất nhiều khó khăn ở trên sàn đài. Đây có lẽ là một trong những chiến thắng knockout nhanh nhất trong lịch sử của Lion Championship.
Có lẽ chính Hà Việt Hiếu cũng không ngờ rằng anh lại có được một chiến thắng nhanh đến như vậy trước đối thủ người Vương quốc Anh. Đáng lẽ ngày hôm nay có thể là một màn ra mắt của ấn tượng của các võ sĩ tới từ C88. Tuy nhiên, Hà Việt Hiếu đã chặn đứng điều đó và bây giờ các nhân viên y tế cũng đang phải chăm sóc cho Joseph Hanlon. Mặc dù không nói ra nhưng rất nhiều người cảm thấy lo lắng khi mà chúng ta bước vào trận đấu cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng ở Lion Championship mọi điều bất ngờ đều có thể xảy ra. 18 giây là thời gian để võ sĩ Hà Việt Hiếu khép lại trận đấu này. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho một chiến thắng knockout trực tiếp. Góc đài đỏ, Hà Việt Hiếu. Thưa quý vị, võ sĩ Trần Quốc Tuấn đến từ Saigon Sport Club, anh sinh ngày 8 tháng 3 năm 1996, cao 1m72, nặng 68 kg, sải tay 175 cm, huy chương đồng vô địch quốc gia 2017 2018 2019, huy chương đồng vàng vô địch quốc gia 2021 và đã thi đấu 3 trận chuyên nghiệp, thắng toàn bộ 3 trận đấu, đó chính là Trần Quốc Tuấn. Và kính thưa quý vị, võ sĩ còn lại của trận đấu này đến từ góc đài đỏ, hãy cùng chào đón Sergio Imran from London United Kingdom. Kính thưa quý vị, võ sĩ Sergio Imran đến từ London, Vương quốc Anh. Anh sinh năm 1989, cân nặng 68 kg, cao 1m75 và sải tay 179 cm. Đã thi đấu 18 trận, thắng 14 và thua 4.
đó chính là Sergio Và bây giờ xin được giới thiệu trọng tài của trận đấu, trọng tài Nguyễn Pháp Hùng. Quý vị và bạn thân mến, chúng ta cùng đến với những diễn biến tại nhà thi đấu Rạch Miễu, Thành phố Hồ Chí Minh của sự kiện FPGP Muay Thai Grand Prix Việt Nam Championship 2022. Trận đấu hạng cân 68kg dành cho nam giữa Trần Quốc Tuấn và Sergio Imran, võ sĩ người Anh. Và chúng ta có thể nhận thấy là võ sĩ Quốc Tuấn ngay đầu hiệp 1 đã liên tục áp sát đối thủ. Loạt pha ra đòn tốt, đòn tay rất chính xác của Trần Quốc Tuấn. Một đòn vật ngã rất tốt của Imran. Ta có thể thấy xét về chiều cao thì võ sĩ Imran tốt hơn võ sĩ Quốc Tuấn của chúng ta. Không chỉ vì chiều cao mà sải tay của Sergio Imran cũng là tốt hơn, nhưng vào lúc này thì người đang nắm được thế chủ động lại là đại diện của Việt Nam, võ sĩ đang thi đấu với chiếc găng tay màu trắng. Vâng, chúng ta có thể thấy xét về các đòn tay thì võ sĩ Quốc Tuấn của chúng ta lại tốt hơn. Tuy nhiên, võ sĩ Imran lại thể hiện cái kỹ thuật về Muay Thái lại tốt hơn. Hứa hẹn đây là một trận đấu rất kịch tính và công bằng. Quốc Tuấn đã từng tập luyện và thi đấu dưới sự dạy dỗ của võ sĩ Muay số 1 Việt Nam tại đó là Nguyễn Trần Duy Nhất, và vào lúc này anh đang rất cố gắng để có những tình huống áp sát để tung ra các đòn trỏ và đòn tay dành cho Imran. Chúng ta có thể thấy là vừa rồi Imran có một đòn trỏ rất tuyệt vời, tuy nhiên võ sĩ Quốc Tuấn cũng đã phòng thủ tích cực. Anh Phú Hiển, anh là người đã có nhiều năm gắn bó với các võ sĩ Việt Nam, trong đó có Quốc Tuấn. Anh đánh giá thế nào về lối đánh của Quốc Tuấn? Xét về võ sĩ Quốc Tuấn của chúng ta thì võ sĩ Quốc Tuấn là một võ sĩ đánh theo sức mạnh và thể hiện cái tinh thần thi đấu rất là tuyệt vời. Luôn luôn tấn công đối phương và không có dấu hiệu xuống sức. Đấy là điểm rất là tuyệt vời của Quốc Tuấn. Và vào lúc này thì Quốc Tuấn đã liên tiếp có đòn trỏ rất tốt về phía đối thủ người Anh. Tài Văn Hùng đã tạm thời phải tách hai võ sĩ ra và trận đấu còn thêm một trận đấu còn khoảng gần 30 giây nữa. Trong gì đã diễn ra thì anh Phú Hiển, anh đánh giá thế nào về đối thủ Imran của Quốc Tuấn ngày hôm nay, một võ sĩ được coi là ẩn số? Chúng ta có thể thấy là võ sĩ Imran thể hiện một lối đánh rất thông minh. Anh nắm bắt được những đòn tay rất mạnh của võ sĩ Quốc Tuấn thì ngay lập tức anh sẽ khống chế những đòn tay đó bằng cái cách là sử dụng các kỹ thuật linh của Muay Thái. Thưa quý vị, như vậy là hiệp 1 của trận đấu đầu tiên trong đêm nay đã kết thúc. Hai võ sĩ vẫn đang giữ cho mình thế cân bằng. Chúng ta cùng chờ đợi ở những hiệp đấu tiếp theo, những diễn biến gay cấn hơn và tuyệt vời hơn quý vị nhé. Của các võ sĩ.
So với Sergio Imran thì võ sĩ của Việt Nam Trần Quốc Tuấn trẻ hơn 7 tuổi, anh sinh năm 1996 và đã giành được khá nhiều những danh hiệu trong nước với các giải như là vô địch quốc gia hay những giải đấu mang tính chất nghiệp dư. Liên tiếp các đòn đánh gối của cả hai võ sĩ. Và chúng ta có thể nhận thấy là xét về các đòn đánh gối thì võ sĩ Imran có vẻ nhỉnh hơn. Và có lẽ là do sự khác biệt về hình thể của võ sĩ đến từ Vương quốc Anh. Hai đòn tay chính xác của Imran. Có vẻ như ở hiệp đấu thứ hai thì ban huấn luyện của Imran đã đưa ra những cái đấu pháp chính xác. Vừa rồi là một tình huống mà Quốc Tuấn đã dồn được Imran vào góc võ đài và tung ra một seri đòn tay khá chính xác về phía đối thủ. Một tay rất chính xác của Quốc Tuấn. Phương Đạo có nhận thấy là võ sĩ Quốc Tuấn chúng ta rất là thể hiện tinh thần thi đấu rất là tuyệt vời. Vâng, rõ ràng là như vậy. Có thể thấy ở trong hiệp 2 này Imran đã có những sự thay đổi về lối chơi, về cách tấn công, anh ta chủ động hơn. Nhưng Quốc Tuấn cũng rất nhanh chóng có những lời đáp trả đối với đối thủ. Một đòn phang gối chính xác tới từ Imran, cú đá vào mạng sườn của Quốc Tuấn. Quốc Tuấn vừa áp sát anh Huyền, trong tình huống thế này thì phương án tốt nhất dành cho Cao Vông Viên là gì để có thể gây ra sát thương dành cho đối thủ? Chúng ta có thể trong chuyên môn các bạn có thể sử dụng bằng cái đòn đánh chỏ và có thể chúng ta vừa đánh chỏ xong chúng ta sẽ đập giữ đầu đối phương để người ta đánh lưới luôn. Đó, sử dụng đó giống như bạn Kim Lân rồi. Những động tác như này trong Muay Thái thể hiện là có kỹ thuật về Muay Thái rất là tốt. Và với đòn tấn như vừa rồi của Imran thì chắc chắn anh sẽ nhận những điểm số tốt từ trọng tài. Quốc Tuấn chúng ta có những đòn tay và đòn chỏ rất nhanh. Chúng ta có nhận thấy là võ sĩ Quốc Tuấn chúng ta có sức nặng của đòn nó sẽ mạnh hơn so với Imran. Tuy nhiên cái bước di chuyển của Imran rất tuyệt vời. Anh Khuyển đã nhận xét từ đầu của Imran, võ sĩ có lối chơi rất thông minh và hiệp hai khép lại rồi. Mọi chuyện vẫn đang là tương đối cân bằng giữa hai võ sĩ. Hiệp 3 cũng là hiệp đấu cuối cùng trong trận đấu hạng cân 68kg dành cho nam giữa Quốc Tuấn và Imran. Lưu Tú Hiển cũng là một huấn luyện viên môn ngoài và theo anh hiện tại đối sách tốt nhất dành cho Quốc Tuấn khi đối mặt với Imran ở hiệp 3 này là gì? Theo tôi nghĩ thì với Quốc Tuấn thì chúng ta nên sử dụng tất cả các đòn tay và sử dụng đòn tay bằng cách là chúng ta vừa nhá chân và chúng ta sẽ đánh chân đánh tay thì chúng ta sẽ làm đối phương mất tập trung vào đôi tay của chúng ta, thì như vậy ra đòn sẽ hiệu quả hơn nhiều. Quốc Tuấn đang tập trung quá nhiều vào đôi tay của mình làm cho đôi tay nó không còn hiệu quả nữa.
Rõ ràng với việc Quốc Tuấn đang tấn công đòn tay quá nhiều sẽ khiến Imran có nhiều phương án để phòng thủ hơn. Và cần kết hợp thêm đòn chân nữa. Đó là một cú gối tốt. Chúng ta có thể nhận thấy là võ sĩ Quốc Tuấn có đòn lắng đỡ rất tốt. Không có nhiều võ sĩ có thể thể hiện được tinh thần thi đấu và sức thể lực tốt như vậy. Có thể nhận thấy là Imran cũng đã phần nào suy giảm thể lực, nhưng Quốc Tuấn thì vẫn đang cho thấy được sự sung mãn trên võ đài vào lúc này. Đây là trận đấu mà chúng ta chưa thấy nhiều những đòn pha ống đồng thương hiệu của nước ngoài. Và cũng thật sự các bạn cũng chưa mang đến những cái đòn đánh thật sự sát thương. Quốc Tuấn ra đòn rất nhiều. Chúng ta có thể thấy là đòn tay cũng tốt tốt. Tuấn đánh rất nhiều nhưng mà vẫn chưa thật sự hiệu quả. Chúng ta hy vọng thì còn một phút cuối thì Quốc Tuấn sẽ đem đến một đòn tay hiệu quả được. Bên ngoài thì những đòn trỏ lên gối ấy sẽ có thể hạ nước vào của đối phương ngay lập tức. Nhưng vấn đề là vào lúc này Imran, như anh Nguyễn đã nói, rất khôn ngoan và không dễ để Quốc Tuấn có thể áp sát để tung ra những đòn đánh giàu sát thương. Chúng ta chỉ còn 30 giây cuối để quyết định trận đấu này. Liên tiếp cái đòn đánh tấn công của Imran. Anh Phú Huyền thấy là nhịp đánh, nhịp tấn công của Imran là rất tốt đúng không? Và Imran đã thể hiện là một người giữ phong cách rất tốt đó đối với võ sĩ đối phương. Và như hiệp ba, phút này là cuối cùng của màn so tài này đã khép lại rồi. Chúng ta sẽ phải chờ đợi tới điểm số qua các trọng tài để xem đâu là người thắng cuộc. Như vậy là sau 3 hiệp đấu cực kỳ gay cấn, chúng ta đã kết thúc trận đấu đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ sẽ được công bố kết quả của trận đấu này đến tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị, chiến thắng trận đấu đã thuộc về võ sĩ ở võ đài San Trần Quốc Tuấn đến từ Sài Gòn Sport Club. Và bây giờ chúng ta sẽ được mời ông Bùi Huy Nam, Tổng Giám đốc Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam sẽ lên sân khấu trao huy chương cho cả hai võ sĩ của chúng ta. Xin trân trọng kính mời. Rất tuyệt vời, kính thưa quý vị. Như vậy là chúng ta đã có kết quả của trận đấu đầu tiên trong đêm nay và chiến thắng đã thuộc về vận động viên đến từ Võ Đài Sun, đến từ Sài Gòn Sport Club, Trần Quốc Tuấn. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho cả hai võ sĩ đã hoàn thành cả 3 hiệp đấu rất tuyệt vời của mình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin được giữ lại vận động viên Trần Quốc Tuấn ạ. Dạ vâng, thật là đầu tiên xin được chúc mừng Trần Quốc Tuấn là người đã mở màn cho các cuộc thi đấu trong đêm nay. Và không biết là có thể chia sẻ cảm xúc của mình như thế nào sau khi đã giành chiến thắng trong trận đấu cực kỳ quan trọng này. Em là Trần Quốc Tuấn thì lần đầu tiên em xin gửi tới lời cảm ơn tất cả đến quý khán giả đã yêu quý mê bộ môn Muay Thái, yêu quý em đã đến đây cổ vũ cho em và tất cả những vận động viên của Việt Nam và của các nước.
thi đấu cho buổi tối hôm nay. Em xin chân thành cảm ơn. Xin được cảm ơn rất nhiều. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho